Tử vi thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo nói thấy Bạch Dương có vẻ thiếu sáng tạo trong quyết định tài chính. Do đó, không nên chi tiêu một số tiền lớn trong ngày hôm nay, dù đó là để mua sắm hay đầu tư. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi từ chối bất kỳ cơ hội nào có thể giúp bạn phát triển và đạt được những thành công lớn hơn so với hiện tại. Để giải tỏa stress bạn có thể thực hiện những hoạt động như hít thở sâu đọc sách hoặc thư giãn trong bồn nước quan trọng nhất là biến những hoạt động này thành thói quen và thực hiện chúng hàng ngày túi tiền của bạn đang khá dư giả và bạn sẵn sàng chi tiêu cho những món đắt tiền đó là cách tốt để tự thưởng cho bản thân vì những nỗ lực đã dành trong thời gian dài vừa qua con số may mắn của Bạch Dương ngày 31 tháng 1 năm 2024 là con số 34 và 54. 2. Cung Kim Nhiêu tử vi 31 tháng 1 năm 2024 dự báo rằng Kim Nhiêu cần có sự lòng khoan dung hơn đối với những người xung quanh một số khía cạnh tiêu cực mà bạn đang trải qua có thể xuất phát từ tính bốc đồng và nóng vội của bạn thay vì cố gắng phủ nhận hãy nhìn nhận và nhận ra những thiếu sót để có thể sửa chữa sự áp đặt từ người khác chỉ tạo thêm căng thẳng và làm mất đi sự vui vẻ trong cuộc sống của bạn tuy nhiên hãy nhìn nhận rằng đây cũng có thể là động lực để thay đổi bản thân các quyết định đầu tư vẫn mang lại lợi nhuận tích cực trong ngày hôm nay những nỗ lực làm thêm của bạn cũng sẽ được đền đáp bằng một khoản thù lao khá lớn. Con số may mắn của Kim Nghiêu ngày 31 tháng 1 năm 2024 là con số 16 và 92. 3. Cung song tử hãy giữ lòng kiên nhẫn, song tử, và đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng chỉ vì chưa đạt được mục tiêu ngay lập tức. Hãy trân trọng những gì bạn đã có nhưng đồng thời cũng đề cao sự khiêm tốn và tôn trọng đối với những người khác việc thức khuya có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của bạn hãy chú ý đến giấc ngủ để duy trì cân bằng tâm lý và khả năng đối mặt với áp lực thiếu ngủ có thể làm gia tăng căng thẳng và làm tăng khả năng xuất hiện các triệu chứng của các vấn đề tâm lý sự hào hứng trong việc mua sắm có thể dẫn đến tình trạng tài chính khó khăn trong thời gian ngắn đề xuất bạn tạm dừng các kế hoạch chi tiêu và tập trung vào việc kiếm tiền để ổn định tình hình tài chính của mình. Con số may mắn của song từ ngày 31 tháng 1 năm 2024 là con số 02 và 32. 4. Cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo cho thấy cự giải mơ mộng về một tương lai xa xôi, nhưng sự an toàn và hiện thực đưa họ trở về thực tế khiến họ do dự không dám thực hiện những bước đột phá dù bạn lựa chọn đối mặt với những khó khăn vì niềm tin rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc nhưng thực tế thường mang đến những thách thức không mong muốn nếu bạn đang cảm thấy cô đơn việc tìm đến sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình có thể giúp bạn đạt được sự an ủi tinh thần trong giai đoạn khó khăn này tình hình tài chính hiện tại đang có dấu hiệu tích cực những người kinh doanh có thể đạt được thành công và kiếm được một lợi nhuận khả quan trong ngày hôm nay. Con số may mắn của cự giải ngày 31 tháng 1 năm 2024 là con số 11 và 31. Nam, cung sư tử sự kiên nhẫn là chìa khóa cho sự thành công của sư tử. Nếu để cho những ham muốn dục vọng chi phối, khả năng thoát khỏi những khó khăn hiện tại sẽ trở nên vô cùng khó khăn trong ngày hôm nay mọi thứ diễn ra suôn sẻ bạn đã thay đổi cách nhìn nhận vấn đề mở ra nhiều ý kiến mới và sáng tạo hãy đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và nước cho cơ thể của bạn đừng lơ là việc chăm sóc bản thân chỉ vì bận rộn nếu bạn vội vã và hấp tấp có thể rơi vào bẫy của những người xấu tính bạn cũng không muốn tiêu tiền một cách không cần thiết phải không con số may mắn của sư tử ngày 31 tháng 1 năm 2024 là con số 34 và 51. Sáu, cung sử nữ tử vi phương Tây cho thấy sử nữ sẽ đạt được nhiều thành công lộng lẫy. Hôm nay, bạn nên cân nhắc mọi hành động một cách thận trọng và rõ ràng. Đặc biệt là đối với những quyết định quan trọng, hãy luôn thể hiện sự tôn trọng đối với đối tác của bạn tránh tranh cãi để không tạo ra căng thẳng không cần thiết trong mối quan hệ thay vào đó hãy thể hiện sự hiểu biết và sẵn sàng lắng nghe việc xây dựng thói quen tập thể dục hàng ngày là quan trọng để tăng cường gắn kết với người khác giảm bớt căng thẳng và tăng cường sự tự tin cho dù chỉ là việc đi bộ hay chạy xe đạp đều có thể đóng góp vào sức khỏe và trạng thái tinh thần tích cực của bạn con số may mắn của xử nữ ngày 31 tháng 1 năm 2024 là con số 44 và 78. 7. Cung Thiên Bình Thiên Bình đã nhận ra tầm quan trọng và vị thế của mình trong bối cảnh hiện tại. Sự khó khăn, nếu có, dường như chỉ làm tăng cường tính quyết đoán của bạn, chứ không làm yếu đuối trong cách ứng xử bạn đã trở nên tinh tế hơn nhận ra rằng sự trung thực của mình đôi khi có thể gây ảnh hưởng không lợi đến cuộc sống của người khác sự tin tưởng mà người khác dành cho bạn đã khiến bạn cảm động bạn cũng đã nhận thức rõ hơn về việc chăm sóc và nuôi dưỡng mối quan hệ giữa hai người trong việc chi tiêu bạn đã trở nên rất có kế hoạch điều này giúp túi tiền của bạn luôn đầy ắp đặc biệt sau mỗi lần nhận thưởng hay lãi con số may mắn của Thiên Bình ngày 31 tháng 1 năm 2024 là con số 02 và 32. 8. Cung bọ cặp bọ cặp nên tập trung vào những vấn đề cốt lõi và duy trì sự cân nhắc về tham vọng. Tuy tham vọng là quan trọng, nhưng cần phải tránh để nó trở thành một yếu tố mà người khác có thể lợi dụng mọi người xung quanh đều sẵn lòng hỗ trợ không kể là trong lĩnh vực công việc nào do đó khi gặp khó khăn hãy chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng đội nếu không thể gặp mặt người thân thường xuyên việc gửi tin nhắn hoặc thực hiện cuộc gọi điện thoại là một cách hiệu quả để duy trì mối quan hệ với mọi người có dấu hiệu cho thấy công việc kinh doanh của bạn đang phát triển tích cực hơn so với kỳ vọng ban đầu một số mục tiêu tài chính của bạn đã được đạt đến. Con số may mắn của bọ cạp ngày 31 tháng 1 năm 2024 là con số 23 và 52. 9. Cung nhân mã nhân mã tỏ ra rất quyết tâm đối với việc thay đổi cuộc sống của mình trong tương lai. Hãy tránh tạo bất ngờ vào ngày hôm nay và thay vào đó. Hãy giữ tinh thần thực tế và hiểu rõ tình hình hiện tại. Sau một ngày mệt mỏi, hãy chú ý đến người ấy, thể hiện sự thấu hiểu và dành cho họ nhiều yêu thương hơn, ngay cả khi họ có nổi giận. Hãy cố gắng giữ một thời gian cố định để đi ngủ mỗi ngày. Nếu bạn không ngủ đủ giấc, não của bạn sẽ không có đủ thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo. Con số may mắn của nhân mã ngày 31 tháng 1 năm 2024 là con số 10 và 78. 10. Cung Ma kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng hãy thể hiện lòng biết ơn với những gì bạn đang sở hữu, Ma kết ơi. Hãy tránh áp đặt quan điểm của mình lên người khác, vì nếu làm như vậy, họ có thể đối đầu và điều này chỉ khiến bạn cảm thấy không thoải mái hơn ngoài việc xây dựng chế độ ăn cân đối hãy thêm vào đó những thực phẩm mà bạn thích chúng có thể mang lại niềm vui và thoải mái hãy quản lý tài chính của mình một cách khôn ngoan hơn để có thể vừa tận hưởng cuộc sống vừa duy trì sự tiết kiệm nếu chỉ lo lắng về việc tích chữ tiền một cách cứng nhắc cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhạt nhòa và thiếu sự hứng khởi con số may mắn của market ngày 31 tháng 1 năm 2024 là con số 23 và 44. 11, cung Bảo Bình tử vi 12 chòm sao Tây phương chỉ ra rằng hãy tin tưởng vào bản thân, Bảo Bình ơi. Khám phá và phát triển những khả năng đặc biệt của bạn có thể làm nhiều công việc quen thuộc theo cách độc đáo và sáng tạo khiến mọi người đều kinh ngạc để tránh gặp phải những khó khăn về tài chính trong thời gian sắp tới hãy tập trung vào việc tiết kiệm ngay bây giờ hạn chế mua sắm những vật dụng không cần thiết để bảo vệ nguồn thu nhập của bạn để tạo nên những ngày vui vẻ hơn giảm áp lực và căng thẳng hãy dành thời gian xem các chương trình truyền hình hoặc bộ phim mà bạn yêu thích Điều này sẽ giúp cải thiện tâm trạng và mang lại nụ cười trên khuôn mặt của bạn mỗi ngày. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 31 tháng 1 năm 2024 là con số 02 và 33. 12 cung song ngư tử vi ngày mới cho biết song ngư có thể dễ bị tổn thương và lợi dụng nhưng họ luôn sẵn lòng nhún nhường hơn cho người khác trong thời điểm này sự ngờ vực không mang lại lợi ích gì cả thay vào đó họ nên thử hành động và chấp nhận một số sai sót cần phải có các mối quan hệ đặc biệt là đối với các cặp đôi có thể gặp nhiều rắc rối hơn khi thiếu đi sự thấu hiểu Đối với những người độc thân, việc tìm kiếm người đúng có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn hơn. Bạn có thể đang trải qua nhiều lo lắng hơn khi nhận ra rằng có nhiều chi phí sẽ đổ về phía bạn trong thời gian sắp tới. Con số may mắn của song ngư ngày 31 tháng 1 năm 2024 là con số 15 và 62.